của mình đã ấp ủ để thực hiện được một MV như thế này từ rất là lâu rồi. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh đã dành tặng riêng cho Thu Hằng, và khi mà được hát ca khúc này thì Hằng cảm thấy rất là xúc động. Tuy là mình không được trải qua cái thời chiến tranh đó, nhưng mà mình được hát lên những cái câu hát đó là mình cảm thấy thực sự rất là tự hào. Và Hằng luôn mong muốn rằng mình sẽ quay được một cái phim ca nhạc thật là ý nghĩa để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước để chúng ta được sống trong nền độc lập như ngày hôm nay.